Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Hai clip gần đây nhất thì tôi có giới thiệu cho anh em cái bộ Ngũ Long Hóa Hình ở cái thế hệ thứ 2 của nó, được cho là mạnh nhất ở cái thời điểm hiện tại ở trong game. Đấy. Thì có rất nhiều anh em sau cái video clip đó thì anh em hỏi về cái việc là mạnh nhất như thế thì có cái bộ nào counter không. Thì tôi cũng xin trả lời luôn ở trong cái video này luôn. Có. Tất nhiên là có rồi. Đấy là chính là anh em chơi cái bộ đấy nha anh em nhá. Chỉ có anh em chơi cái bộ đấy thôi. Anh em chơi Ngũ Long Hóa Hình, đấm Ngũ Long Hóa Hình thì được. Đấy, chứ còn ngoài cái bộ Ngũ Long Hóa Hình ra thì chả còn cái bộ nào ăn được cái bộ đấy đâu anh em ạ. Đấy, anh em cứ tin tôi. Tôi đã test rất nhiều trận đấu rồi. Ở trong meta hiện tại, những cái bộ là hot nhất đấy, ở Rank Queen người ta chơi những cái bộ gì mạnh nhất thì tôi đã test hết rồi. Tôi khẳng định với anh em luôn là nếu mà form được đủ bộ đấy, lên được level 10, ra được chúa quỷ, đủ đội hình ở cuối game thì không có một cái bộ nào ăn được hết nha anh em nhá. Đấy là cái sự thật rất là phũ phàng, nó là như thế. Nhưng mà anh em nghĩ xem, cái lineup nó khó xây dựng đến như thế mà không cho nó mạnh thì còn ai chơi nữa, đúng không? Bây giờ một cái lineup mà xây dựng nó phải nói gọi là quá khó luôn để mà có thể lên được level 10, giữ máu để mà lên được level 10 đa phần là coi như là ngã ngựa ở giữa đường. Chưa ra đến chợ thì đã coi như là hết tiền. Đấy, không bao giờ lên được level 10 mà form đủ bộ dễ dàng đâu anh em ạ. Cái điều đấy nó không bao giờ dễ dàng hết anh em nhá. Nó đều rất là khó. Thế bây giờ bảo khó như thế mà không cho nó mạnh thì nó lại sai lắm luôn anh em ạ. Đấy, thôi thì nó khó thì phải cho nó mạnh chứ, đúng không? Đấy, còn cái cách counter thì đơn giản thôi. Đấy, cái bộ đấy nó khó như thế thì tức là người ta khi chơi thì người ta rất là chật vật. Người ta phải khó khăn lắm thì người ta mới có thể là đủ tiền lên 10 mà đủ bộ được. Đấy, thì trong cái quá trình mà người ta xây dựng nó khó khăn đến như thế thì tại sao chúng ta không làm cách nào đấy chúng ta đấm cái đối thủ mà chơi cái bộ đấy ra đi trước khi mà họ form được cái đội hình đi. Đấy, anh em thấy có chuẩn không? Đó. Thế nên là cái cách counter duy nhất đấy là chúng ta sẽ chơi những cái lineup mà khiến cho đối thủ không thể kịp form được bài. Đấy, ví dụ, tôi lấy ví dụ như là Beat, ví dụ như là Insectoid. Insectoid thì hơi khó một tí. Insectoid thì nó cũng hên xui đấy, cũng không phải trận nào cũng đẩy tốc độ đâu. Beat, Exit, đấy, hoặc là Saman. Đó là những cái lineup mà anh em có thể vận dụng để anh em đẩy đối thủ trước khi đối thủ lên được đủ level. Đấy, đủ level 10 và ra đủ bộ. Chứ còn nếu mà để nó ra đủ bộ thì ba cái bộ kia nhá, tôi nói thật với anh em, chập lửa con mắt. Thế nên là cái trận nào mà gặp cái bộ đấy thì tốt nhất là anh em hãy thủ sẵn là cái tinh thần, anh em xả tiền sớm đi. Anh em chơi phải hết mình vào thì anh em mới có thể là cản được. Tất nhiên là cái bộ đấy, nói thật với anh em là tôi giới thiệu là cũng có rất nhiều anh em thử rồi. Anh em rất nhiều anh em thử rồi. Nhưng mà nó đâu có dễ dàng như là các anh em nghĩ đâu. Đấy, chơi khó lắm. Rất nhiều anh em bảo tôi là phải làm thêm video clip về cái bộ đấy nữa để anh em xem đấy. Chứ đâu có đơn giản là cứ bây giờ cứ ra là chơi đâu, đúng không? Rồi. Game này thì khả năng là tôi sẽ chơi cái bộ gì để bắn trưởng. Một cái lineup mà phải đánh ở level 10. Đấy, và nó phải ra đủ cái bộ đấy, nó phải y hệt như thế, những cái con tường nó phải như thế. Thì thực sự là nó cũng khó đấy, trừ khi là game được độ thôi anh em ạ. Đó, nó sẽ là cái sự đánh đổi nha anh em nhá. Đấy, cái rủi ro cao, cái phần trăm rủi ro cao đồng nghĩa với cả cái cơ hội chiến thắng. Cơ hội giành được top 1 nó lớn. Nhưng mà cơ hội giành được top 1 nó lớn thì nó cũng đồng nghĩa việc là gì? Là cơ hội giành được top 8 thì nó cũng lớn. Thế cơ, nó lại như thế cơ. Nó là cái sự đánh đổi thôi. Nếu chấp nhận chơi cái lab đấy thì phải chấp nhận là top 8. Đấy. Tất nhiên là với anh em mà chơi pro player, mà chơi khéo léo, mà xây dựng đội hình ở giai đoạn giữa game mà nó giữ được máu thì cái việc lên được cái đội hình đó thì nó cũng một sớm một chiều đó. Sớm muộn gì nó sẽ có thể form được nha anh em nhá. Nó tùy vào người chơi. Ok, đấy, chuyện này lại ra mấy con human này, lại bắt đầu lại thấy là
cũng khá là mơi đấy. Cứ mơi tôi phải chơi human thôi. Đấy, ra human này. À, nếu mà ra human thì khả năng là thôi bỏ mấy cái con goblin đi nhỉ. Đúng không? Tầm này bỏ human mà chơi luôn. Bỏ con nào đi đây? Đấy, chưa bỏ con nào đi à? Thôi được rồi, bỏ con này đi. Chắc là tôi sẽ bỏ cái bộ goblin sớm thôi. Một round nữa để kiếm một con 2 sao nữa xong rồi bỏ. Thực ra là cái tầm này là đủ rồi đấy, đủ 2 sao rồi. Mà round này khả năng thua này. Cái này thua mất. Đúng rồi. Này to á, chịu. Này khỏe quá. Con này à. Áp cấp lên cấp 6. Hay là lốt một round nữa nhỉ anh em nhỉ. Tôi vẫn muốn là sẽ phải có cái công nghệ mech để roll thêm một cái con gì đấy lên 2 sao. Ví dụ như con dơ so chả. Dơ so lên 2 sao đã, cho nó gánh một chút. Unicorn như này là có thể lên 3 sớm ấy. Unicorn lên 3 sớm. Rao này vớ vẩn là cũng thua này. Ăn nổi không? Nhưng mà cái giáp nó đang bắp trên người của con zipper. Khả năng là sẽ ăn được thôi. Rồi. Con zipper đầu game khỏe. Ok. Mặc dù là không có chuỗi nhưng mà bây giờ chúng ta đã khá là khỏe rồi. Rất là ok đấy. Round này là kiếm được sách nữa này. Vừa kiếm được công nghệ mech vừa kiếm được sách luôn. Như này ăn được quá nhỉ. Tôi nghĩ là ăn được đó. Sau round này mà cái công nghệ mech mà chúng ta roll mà nó không ra con gì nữa thì tôi sẽ bán cái bọn goblin đi thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ mech rồi bỏ human vào để chơi kiếm sách. Ui, Unicorn vớ vẩn lên 3 sao này. Ai chà. Thế thì ok. Luôn tiếp cái lửa đi. À, ra sen bầu à? Thôi rồi. Bán mấy con này đi thôi anh em ạ. Nó sẽ là như thế này. Để cái bùa phản công rồi đi. Rồi ra này thắng thôi. Rồi sẽ thắng thôi. Thằng này áp 7 vẫn thua tôi này. Dã man tôi còn chấp vào một đồ luôn đấy. Chưa lấy cái đồ xanh dương. À xanh lá cây đâu. Ui Senbow lên được 2 này. À thế thì như này. Senbow vào. Con này tạm thời ra. Round này tôi muốn sẽ phải up lên level 7 anh em ạ. Chắc là phải bán bớt một vài con đi để chúng ta lên level 7. Bán con cây đi nhỉ. Này vẫn thiếu 12 cơ. 12 mới đủ, lại phải bán một con nữa. Nếu bán thì khả năng bán con này. Rồi. Up được lên level 7.
mạnh vào đấy. Anh em nhìn quả xem đâu có bổ nhá. Bổ phát đã đi hết luôn. Trông nó lao giữa đội hình địch nó bổ luôn. Ok rồi, thấy khỏe rồi anh em ạ. Bắt đầu tích sách thôi. Khả năng là trận này sẽ cố gắng tích sách lên 11. Bây giờ thêm một con unicorn nữa lên được 3 sao rồi. Một con unicorn nữa và thêm một con druid. Ra một con druid nữa, up cái con này lên 3 sao. Unicorn 3 sao làm tăng cơ để nó có thể là gánh chúng ta giai đoạn đầu giữa game cũng được. Hay quá, cứ đứng tụ vào là mình thích lắm. Đó, bạn cứ đứng tụ vào là mình thích lắm. Hay quá. Mỗi nào xin quyển sách là được rồi. Sandbow chết thì đã còn cái con zipper nó cũng gánh luôn. Thoải mái luôn. Đây rồi, 6 human này. Nhưng mà tất nhiên là không cho vào đâu. Bao giờ đến cái rao quái thì chúng ta mới cho vào thôi anh em ạ. Rao bình thường thì để nó mạnh nhất có thể thôi. Đội hình mạnh nhất có thể. Bây giờ gặp cái thằng có chuỗi kia là có thể là tôi sẽ ăn rồi đấy. Giờ ra con Thunder 2 sao nữa thì nó phải gọi là bố tuyệt vời luôn. Và trận này chơi gì nhỉ? Trận này vẫn chưa nghĩ ra là chơi gì. Nhưng mà nếu mà lên được 11 thì sẽ có rất nhiều cái đội hình có thể chơi được. Nếu mà lên được 11. Hay quá, cứ đứng tụm vào đây các bạn ơi. Rồi. Hay quá nhở. Có chuỗi này này. Lại sen đâu này. Ờ. Có khi nào chơi sen đâu 3 sao không? Chơi co sen đâu không? Round này chúng ta sẽ có 3 cuốn sách. Tôi đang tính xem là có lên tiết kiệm không, hay là chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta lên 8 sớm. Nhưng mà lên 8 sớm ấy thì cũng sẽ không chơi 6 human đâu anh em ạ. Sẽ phải giữ cái đội hình mạnh nhất anh em nhá. Để bỏ human ra thôi. Sau đó để những cái con tướng mạnh nhất vào để chúng ta có thể cắt được cái chuỗi thằng kia. Đấy, cái thằng kia là to đấy. Ui, vãi đài thể. Thunder 2 sao ạ. Già, Thunder 2 sao. Bài to vãi. Lắm 2 sao thế. Chơi kiểu gì. Ăn nổi không nhỉ. Sandbow liệu rằng có thể là gánh được kèo này không. Rồi thôi, chắc là chúng ta sẽ phải bỏ những cái con này ra nào. Chỉ kiếm ở cái đao quái được thôi anh em ạ. Chứ còn bình thường thì thôi. Lấy đồ nào. Giáp thép hay cái ôm mùa đông. Ôm mùa đông đi. Món này sẽ làm cho đối thủ đánh chậm lại một chút. Sửa trứng à. Trứng đập trứng có Thunder đó nhỉ. Ok. Rồi. Ôi, dồn đồ cho con Thunder xong rồi để nó lên trên hàng trên cùng nó. Ok. Rồi, đến là đón. Cái tầm này đến là đón được rồi đấy. Tầm này đến là đón được rồi.
đối thủ là bây giờ là cũng Thunder 2 sao, tôi cũng Thunder 2 sao. Có điều tôi đang đánh ở level 7 thôi, không lên được 8 thôi. Đấy, lên được 8 sẽ phải bán hết những con human này đi thì hơi phí. Cũng chả cần. Đấy rồi. Hay lắm. Ui, bạn đứng tụm lại thì bạn đứt rồi. Bạn đứng tụm lại thì bạn đứt rồi. Ui, cũng khỏe thế, cũng khỏe thế. Ui. Nhưng mà bạn ơi, cái thuyền nó đặt ra. Xong, cắt chuỗi luôn, hay quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Lại Thunder này. Thunder 3 sao à? Khỏe phết rồi đấy. Bây giờ chắc chắn là chúng ta lên được 11 rồi. Chỉ cần đến cái đao quái tiếp theo là chúng ta sẽ có 11 quyển sách thôi. Đấy là sẽ lên được 11. Trận này là có thể lên được 12 nữa ấy. Để xem là tiếp theo chúng ta có ra là con già không. Ra là con già thì có thể lên được 12. Tận dụng mấy con human đầu game. Nếu mà lên ở level 12 sẽ có rất nhiều trò cho cái đội hình này anh em nhá. Tôi đã nghĩ ra được cái trò gì rồi. Để xem mà có lên được 12 không. Rồi, Goblin này. Thằng Goblin này nó tỉnh phết đấy. Thằng Goblin này nó đã lấy sẵn lên con cá rồi. Chắc là nó cũng tính toán là trận này gặp mết thì nó sẽ kẹp cá vào. Bình thường thì người ta chơi cái bộ đấy, người ta không kẹp cái con đấy vào đâu. Ồ, từ từ nhá. Dragon Clay vẫn đủ 6 human đúng không? Ra thêm con unicorn này. Bây giờ chắc phải up cấp lên để mua con unicorn này thôi. Sáu human vào hay sao? Như này á? Hay là chúng ta lên level 9 luôn? Lên 9 luôn. Nhờ. Lên 9 luôn kẹp thêm con unicorn vào này. Đánh được chuỗi thắng đó. Được không? Thế thì có thể sử dụng sách được. Đang cái quả này đang hơi phân vân. 21 lên 9 thì vẫn được anh em ạ. Thôi. Hên xui, hên xui. Đao này cầu trời khấn Phật cho là chúng ta vẫn ăn được. Đao sau rồi up lên 9 sao. Kiểu up lên 9 sớm thì nói chung là nó cũng hơi phí. Quả này gặp Clay này. Ăn được không? Ui, vẫn còn thua không? Thôi chết mẹ rồi. Sẽ là mới anh em ạ. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Sai lầm thật sự. Sai lầm thật sự rồi. Sida gặp ngay thằng Clay luôn. Sida quá đi mà thôi. Agali Clay lên được 2 sao này. Thôi không sao. Cứ biết là chúng ta lên được level 11 đã. Cái quả vừa rồi ấy, mà nếu mà tôi up lên thì cũng chưa chắc đã ăn được nó đâu. Nói thế thôi chứ còn gặp Clay. Cái quả bổ của cái con Sandbow ấy, khi nó vào và trong game nó bổ xuống nó không mất máu đâu anh em ạ. Một Clay bật giáp lên mà. Bật khiên lên thì lúc đấy bổ xuống là không mất máu. Nên là nếu mà chúng ta up lên cái cấp 9 ấy, bỏ thêm con unicorn vào thì thực ra cái đao đấy nó vẫn thế thôi. Cũng chả có gì mà phải tiếc cả. Cái nào đấy là thực ra nếu mà chúng ta không up lên ấy mới là chính xác đấy anh em ạ. Chúng ta không up lên là chúng ta tiết kiệm được một đống tiền. Và chúng ta không mất sách. Chúng ta vẫn giữ được sách để lên được 11. Rồi, ui giời, con lên 3 sao luôn này, nó quá hợp lý luôn anh em ạ. Rồi, lên level 9 này. Đấy, bây giờ kiếm được cuốn sách nào này, hay cuốn đấy đó.
tiết kiệm sách một chút, chúng ta rất có thể sẽ lên được 12 nhá. Rất có thể đấy. Ok, đây là cái trượng hiến tế luôn. Trận này tôi xác định là chơi phép rồi. Đây, tôi sẽ lấy những cái đồ bắn trưởng đó. Tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang chơi phép. Đấy, mà chơi phép gì tôi đang tính. Xem là liệu rằng chúng ta có thể chơi một cái trận đấu mà nó độc gì lạ được không. Trận này thì có Senbou, nếu mà lên được 3 sao thì khả năng dồn đồ Senbou cũng ngon đấy anh em ạ. Senbou kết hợp với cả gì? Kết hợp với 6m. Đấy, bổ cực mạnh luôn. Mà trận này thì có con rớt nên khả năng là sẽ còn kết hợp được với cả cái bộ gót nữa. Senbou kết hợp với 6m, kết hợp với 4 gót thì sao? Senbou Aegis này cực khỏe luôn đấy nhá. Cái cú bổ của nó cũng rất mạnh. Rồi, vẫn sẽ có sách. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ra này. Ok. Bây giờ chưa cho 6m ở đâu. Mặc dù là ở level 9 có thể chúng ta sẽ chơi là 6m kết hợp với cả 6 human được. Nhưng mà cái con Senbou và cái con Illicon 3 sao đương nhiên là nó sẽ phải mạnh hơn. Đấy. Chơi 6m chưa chắc đã mạnh bằng đâu. À, thôi vẫn để thế này anh em nhá. Để thế này mạnh hơn đấy. Bây giờ chắc chắn lên được 11 rồi. Còn 12 thì rất có thể sẽ lên được 30 cuốn sách để lên được 12 nào. Ok, 4 quyển nữa, 20 quyển rồi anh em ơi. Ra cái con này là kết hợp với cả 4 cái con Orc được đấy. Half Orc à, Evil Eye Watcher ra rồi. Vậy là chúng ta sẽ có thể kết hợp được với cả 4 Half Orc. 4 Half Orc 6m đánh ở level 10. Ok chưa à? 4 Half Orc 6m, 4 gót. Nếu mà ra được rớt nữa, đánh level 11 đủ luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Được, 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 được. Hợp lý đấy. Để xem mà nếu mà chúng ta kết hợp Half Orc với cả Mết thì nó có mạnh không nha anh em nhá. Trước đây là tôi đã kết hợp Half Orc với cả Assassin, Half Orc với Warrior, Half Orc với Beat. Đấy, rất mạnh. Hôm nay chúng ta đánh thử Half Orc với cả 6m xem thế nào. Dã man thật sự. Những cú bổ rất là khỏe. Sáu đỏ trâu đấy nhở. Thằng này có cái gì mà nó trâu ấy nhở. Anh em thua này. Sao mà trâu ấy. Sáu đỏ anh em ạ. Có chuỗi luôn rồi này. Sáu đỏ du à. Đội hình như thế nó sẽ không có cho rồng vào được đâu. Đấy nên là tôi sẽ không mua con rồng anh em nhé. Đội hình như thế thì nó sẽ không có slot cho rồng vào. Đây, lấy con này vào đi. Đúng chưa? Quá tuyệt vời. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ cần 7 quyển sách nữa thôi. 2 round thắng nữa thôi. 1 round quái và 1 cái round chiến thắng với người là chắc chắn là chúng ta sẽ lên được 12. Đấy, một round chiến thắng với người nữa. Bây giờ cho gặp thằng nào nhạy ký một chút. Khả năng lên được 12 nó rất cao ấy. Không thì chúng ta cứ đợi ra quái chúng ta bỏ 6 human vào được. Đây rồi, gặp thằng Clank này ăn được không? Cái quả bổ bây giờ nó cũng lực hơn vừa nãy rất nhiều rồi. Ra quét trưởng.
khả năng là ăn được đâu này anh em ơi. Agali còn sống thì là rất khỏe. Ok. Rồi. Đấm bước Clyde luôn mà. Đây rồi, ui, khan luôn này. Gót đây rồi. Hay quá nhờ. Ra quái là chúng ta đủ lên level 12 rồi đấy anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. 27 cuốn sách. Hai mươi bảy quyển là lên được rồi đúng không? Hay là 28 nhỉ? 28 hay 27 nhỉ? Bởi vì tôi cũng rất ít khi mà tôi tích nhiều sách như này, tôi lên một phát lên từ 11, 12 luôn. Mà thường là tôi sẽ chỉ có tích 12 cuốn sách để tôi lên 11 thôi. Nên là tôi không nhớ là lên 12 là chúng ta còn bao nhiêu cuốn sách. Hình như là lên 12 là mất 15 cuốn chứ phải. Cộng vào thì 12 cộng với cả 15 là 27 cuốn. Tôi nghĩ là như thế. Lâu rồi không chơi bộ này nên là quên mất rồi. Ok. Round này 3 cuốn nữa này. 27 cuốn thì cũng chưa chắc chắn lắm nữa là thôi cứ giữ một round nữa vậy. Cấm đánh. Chúng ta chưa có cái món đồ God nhỉ. Chưa lấy được cái món đồ kích hệ God. Đổi cái món đồ tím nha anh em nhá. À, dấu ấn Kira. Được nhá, cái bộ này kết hợp với Kira hơi ngon rồi đấy. Có con Orc. Ok, rồi. Tí nữa tôi sẽ cho con Orc vào nữa. Kira bây giờ kết hợp vô tư với cả God. Kết hợp với cả God và kết hợp với cả cái con Kira nó sẽ khiến cho cái con Senbou này nó cực kỳ khỏe. Đây thì cái thằng này nó kẹp cá rồi này. Khả năng là tao lại thua. 4 cá. Sáu goblin 4 cá đánh ở level 9. Ăn được không? Khó. Trâu lắm. Khả năng là sẽ bỏ cái bộ human ra anh em ạ. Tầm này bắt đầu yếu rồi, không ăn được đâu. Thua thì không có sách đâu. Bỏ ra thà là mỗi round ăn được một cuốn sách còn hơn. Đấy, có thêm hai gót vào. Mà round sau là có thể lên được 11 rồi. Round 28. 28 chúng ta sẽ lên level 11 luôn. Level 11, 12 luôn ấy. Bây giờ cái đội hình này nó chưa có 6 mét. Vẫn thiếu một con mét nhỉ. Đúng không? Chưa ra là cái con rồng 3 đô. Nếu không thì bỏ cái bộ 6 mét vào cũng ngon. Thay vì là chúng ta chơi 2 gót thì chơi 6 mét ngon hơn. Coi như là dồn đam một phát là chết luôn. Rồi, round này lại có sách rồi này. Thêm một cuốn. Ok. Lên 11 luôn ra này nhá. Bây giờ mà muốn lên 11 ấy là chúng ta sẽ phải bán bài đi. 36 tiền này thì chưa đủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta bán cái con rồng và bán cái con Kunkka đi thì đủ. Rồi, xem nào. Lên được 12 luôn không?
Lên được luôn anh em ạ, thừa hai quyển sách luôn. Thế thôi, được rồi, tạm thời chưa có bài thì chúng ta vứt bớt những con này vào. Thế là chắc chắn là lên được rồi. À đây, chúng ta có thể cho Kira vào luôn này. Rồi, để xem nào. Đánh với beat. Bổ rất đau ấy. Bổ đau ấy. Nhưng mà chắc là chưa ăn được thằng này đâu. Thằng này bây giờ cáo 2. Tí nữa mới ăn được. Bây giờ chúng ta vẫn chưa form đủ bộ anh em ạ. Rồi, trong lúc lăn là chúng ta có cấm đánh. Thế là con này nó lăn nó không chọt được. Rớt này. Ok, 6 mét chưa? 6 mét rồi, đây bây giờ mới thực sự là mạnh này. Chưa ra Grand Herald nhỉ? Có Grand Herald thì mới kích hoạt được cái bộ 4 Hapbox anh em ạ. Thôi rồi, để tạm như này đã. Đây, dồn đồ cho con Sandbow. Sandbow làm co luôn anh em nhá. Đấy, cho con Sandbow làm co luôn. Rồi, thằng này 4 cá rồi này. Trâu thật. Đánh kiểu không mất máu luôn đấy. Calong. Calong God anh em ạ. Calong God. Kết hợp với cả 4 cá. Thế thì vẫn chưa ăn được nó. God Goblin. God Goblin Calong làm co. Thực ra là vì là chúng ta chưa đủ bộ thôi, nên là chúng ta chưa mạnh thôi anh em ạ. Nó phải là 4 Half Orc cơ. Ra cái con Grand Herald ấy, nó sẽ là 4 God kết hợp với 4 Half Orc, kết hợp với cả 6 mét. Đấy, thì lúc đấy thì chúng ta mới thực sự chúng ta bùng nổ được. Bây giờ chưa đủ bộ. Khi nào đủ bộ thì nó mới thực sự mạnh. Và tôi nghĩ là nếu mà đủ bộ chỉ cần 2 sao thôi là đủ mạnh rồi. Bởi vì là cái con này nó có cái bộ Kira nữa. Cái lượng màu nó bắp lên nó sẽ rất cao. Mà con này sức mạnh của nó là máu càng to thì cái cú bổ của nó ấy, nó càng gây được nhiều đam. Đấy, máu bây giờ máu cực to luôn rồi. Đấy, ui, bổ phát quái nhỏ đi luôn này. Quái to thì gần hết máu. Cái cú bổ của nó cực kỳ mạnh luôn đấy. Mà cái việc chúng ta cần là phải tìm ra được cái con Grand Herald. Chưa có Grand Herald thì vẫn chưa đủ bộ được. Đây, để như này đi. Vẫn thiếu Grand Herald nhỉ. Thằng này tầm này vẫn 6 human ạ. Thề. Thế thì đi rồi. Ui anh em nhìn nó bổ kìa. Dã man. Rồi solo với các thằng beat à. Solo thằng beat late game. Trận này không có Grand Herald luôn mà. Vậy là không đủ 4 Hapbox. Đây. Bỏ cái này ra là đủ này. Đấy, 4 Hapbox luôn. Bỏ cái này ra, thừa một God. Rồi. 6 bit kết hợp với cả 4 Warlock đúng không? Ăn được không? Xem bao bổ là. Ấy à. Bổ không đau lắm nhỉ.
Rồi, solo, solo, solo. Solo. Mạnh lắm anh em ơi. Ăn được luôn. Ui, xem đâu này. Nhưng mà cái con này bây giờ chắc không lên được 3 sao rồi. Rồi, rào này, rào cuối rồi anh em ạ. Mặc dù là vẫn đủ bộ nhưng mà nó chưa được full slot lắm. Nếu mà ra Grand Herald cơ thì nó sẽ tiết kiệm được thêm một slot nữa. Ở đây là chúng ta đang hơi bị thừa. Đang thừa 1 mét đúng không? Ra Grand Herald thì khả năng là chúng ta sẽ có thêm Warlock nữa anh em ạ. Rồi round cuối này. Kéo đội hình xuống làm gì đấy bạn ơi? Lao giữa đội hình địch bổ thôi. bổ phát giải tán nắm đông luôn. Dã man. Con kéo lăn được một phát, tôi bổ là hai phát rồi. Một cây luôn anh em ạ. Một cây máu luôn. Bổ phát một cây máu con cáo đi luôn. Dã man. Quá mạnh anh em ạ. Rồi. Kết hợp với cả cái bộ mết và cái con Senmo Exit này. Xong rồi còn có Kira nữa. Bổ một phát gần như là giải tán hết tất cả đám đông rồi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn hai clip ở màn hình kết thúc để anh em có thể đến với một cái lineup mạnh nhất ở trong beta hiện tại nha anh em nhá. Lineup Ngũ Long Hóa Hình phiên bản 2.0 hiện tại là cái lineup mạnh nhất ở trong beta và không có counter đâu. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!